Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về khái niệm promise ở trong JavaScript nói chung và lập trình asynchronous, tức là bất đồng bộ nói riêng. Và để minh họa thì mình sẽ tạo ra một cái biến là const myPromise bằng new promise. Và trong cái new promise này nó sẽ có một cái function, và đây là nó là một cái arrow function. Và promise tiếng Anh có nghĩa là lời hứa, và một cái lời hứa thì nó sẽ xảy ra hai khả năng, đó là resolve, là nếu như lời hứa đó được thực hiện, và reject, tức là lời hứa đó không được thực hiện, tức là người ta nuốt lời. Và chúng ta sẽ có ở đây là một cái arrow function, và phía bên trong này mình sẽ lấy một cái ví dụ như là let money bằng, mình để ở đây 1.000 chẳng hạn. Và sau đây nó sẽ có một cái điều kiện. Và trong cái điều kiện này nó sẽ có hai khả năng. Thứ nhất là resolve. Và khả năng thứ hai đó là else. Và đây nó sẽ là reject. Và resolve và reject ở đây. Ở đây các bạn sẽ truyền vào một cái thông điệp nào đó, yes chẳng hạn, và đây là no chẳng hạn. Và trong cái if này thì nó sẽ làm cái điều kiện. Ví dụ như là if money lớn hơn hoặc bằng 1.000 chẳng hạn, thì nó sẽ là resolve. Còn nếu như mà nhỏ hơn 1.000 thì nó sẽ là reject. Và như vậy là chúng ta đã tạo xong được một cái promise. Và để sử dụng được nó thì chúng ta cần phải làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng then và catch. Ở đây chúng ta có myPromise.then. Và trong then này thì chúng ta sẽ có một cái function, một cái arrow function ở đây. Và ở đây mình sẽ đặt là message. Và ở đây mình sẽ là console.log message. Và các bạn cứ kiên trì làm theo mình, và xong mình sẽ giải thích. Ở đây mình sẽ có catch. Catch là được dùng để mà giải quyết khi mà lời hứa đó không được thực hiện, message. Và sau đó ở đây chúng ta cũng có một cái arrow function, và mình cũng sẽ console log nó ra. Và như vậy là chúng ta đã có hai phần ở đây. Một phần đó là khai báo cái lời hứa đó, và một phần đó là thực hiện chạy cái lời hứa đó. Vậy thì mình sẽ có một cái câu điều kiện ở đây. Nếu như tiền lớn hơn hoặc bằng 1.000, và chúng ta có tiền ở đây là 1.000 rồi, như vậy là nó sẽ là resolve. Và mình sẽ biết là yes. Một lời hứa chẳng dụ như là I will buy you an iPhone chẳng hạn. Và nếu như lời hứa đó không được thực hiện thì sẽ là no, I don't have enough money chẳng hạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy chương trình và chúng ta sẽ xem là nó sẽ in ra cái thông điệp này. Nó sẽ là cái này. Và cái thông điệp này thì nó sẽ là cái này. Và chúng ta sẽ xem là nó sẽ in ra được là thông điệp nào, và chúng ta bắt đầu chạy. Ở đây chúng ta đang ở trong terminal, và mình sẽ gõ là no promise.js. Và chúng ta thấy là yes, I will buy you an iPhone, tức là tôi sẽ mua cho em một cái iPhone. Vậy thì message ở đây đã được in ra,
Và đây cũng chính là cái message ở phần resolve. Và bởi vì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có đáp ứng được đúng cái yêu cầu của if. Nhưng mà nếu ở đây mình bỏ bớt đi một số 0, tức là chúng ta chỉ còn có 100 thôi, thì nó sẽ rơi vào khả năng thứ hai là reject, tức là lời hứa đó nó không được thực hiện và nó sẽ được thể hiện ở trong cái chuỗi catch này, và nó cũng sẽ in ra cái thông điệp là như vậy. Và chúng ta cũng cùng xem, mình chạy lại cái file này và đây no, như vậy là tôi không có đủ tiền. Như vậy đó chính là cái promise, cái lời hứa ở trong JavaScript. Và cái khái niệm này thì được sử dụng rất nhiều ở trong lập trình bất đồng bộ. Tức là khi mà ở đây chúng ta lấy được đúng và đủ và chính xác được cái dữ liệu ở API thì chúng ta sẽ chạy resolve. Nhưng mà trong trường hợp là chúng ta lấy API mà cái thông tin đó bị lỗi hoặc là bị đứt mạng hoặc là có một cái lỗi nào đó thì nó không chạy được, thì nó sẽ phải chạy cái reject. Và nếu có reject thì chúng ta phải dùng là catch và nó sẽ in ra cái thông điệp báo lỗi ở đây. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.